Thưa quý vị, nếu học sinh lớp 8, 9 đã được tiêm vaccine COVID-19, thì việc trở lại trường của học sinh lớp 1 lại khiến không ít phụ huynh băn khoăn, lo lắng. Đến thời điểm này, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh, đồng thời động viên phụ huynh đưa con đến trường. Theo ghi nhận, các trường tiểu học đã hoàn thành kế hoạch xây dựng phương án phòng chống COVID-19, kể cả phương án ứng phó khi có F0 xuất hiện trong học sinh, giáo viên với các phòng cách ly tạm thời. Công tác khử khuẩn, vệ sinh lại phòng học đã được các trường triển khai nhanh chóng, kiểm tra mua bổ sung các vật tư y tế. Tại trường tiểu học Phù Đổng, với 8 lớp 1, nhà trường chia đôi số lớp ra 2 buổi sáng chiều, đồng thời tổ chức phân luồng để bảo đảm giãn cách. Trường sẽ chia ra 4 lớp học buổi sáng, 4 lớp học buổi chiều, và thuận tiện của trường là có được nhiều cổng, cho nên là trường sẽ phân luồng, mỗi lớp sẽ đi một cổng, và các em sẽ được học, các cô hướng dẫn học tại lớp, vui chơi tại lớp. Đối với bậc tiểu học, thành phố mới chỉ cho khối lớp 1 đi học và chỉ học một buổi, chưa tổ chức bán trú và dạy học 2 buổi trên một ngày. Nên nếu xảy ra trường hợp mắc COVID-19, dễ khoanh vùng xử lý. Trước nhiều băn khoăn lo lắng của phụ huynh về việc đến trường của trẻ trong giai đoạn dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, các trường học đã có sự khảo sát, động viên phụ huynh, đồng thời có những phương án dự phòng trong trường hợp một số học sinh vẫn chưa thể đến trường. Thì nhà trường tổng dọn vệ sinh hết tất cả các phòng học, phòng làm việc trong nhà trường sạch sẽ, rồi cũng triển khai cái kế hoạch cũng như cái phương án khi mà phát hiện những em mà nghi nhiễm. Còn đối với phụ huynh thì nhà trường cũng truyền thông vận động phụ huynh là cho các em đến trường trực tiếp, mà nếu nhiều phụ huynh mà còn lo lắng thì sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ. Các thầy cô cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị các phòng học, khử khuẩn, trang trí lớp học, các nội dung để tuyên truyền hướng dẫn cho các em, v.v. Và bên cạnh đó thì các thầy cô cũng thực hiện cái việc là tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để phụ huynh có thể yên tâm để đón các em trở lại trường. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã cho F1 cách ly tại nhà và bắt đầu triển khai thí điểm cách ly điều trị người mắc COVID-19 F0 tại nhà từ đầu tháng 12. Đây cũng là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo từng bước đề xuất học sinh các cấp trở lại trường học, tập thích nghi với tình hình phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.